quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón Á hậu Trần Vũ Phượng Hoàng và Á hậu Yvonne Hướng. Để tiếp tục chương trình, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà bảo trợ chính. Đầu tiên là title sponsor của chương trình Forever Billmore. Kính mời ông Nguyễn Xuân Hữu, tổng giám đốc công ty Forever Billmore lên sân khấu. Xin mời bà Phó Thị trưởng thành phố San Jose Madison Nguyễn. Dr. Christopher Đỗ, Mr. Victor Wong, owner of Victory Jewelry, Mr. Nguyễn Tuấn Linh, CEO and President of NetBit Media, Kevin Nguyễn, our photographer, Mr. Thai Pham, video, Ms. Jody Chen, President of U-Star Production, Mrs. Cao Ánh Nguyệt, chủ nhiệm tuần báo phụ nữ Cali Today, Mrs. Trương Gia Vi, chủ nhiệm báo Việt Tribune, and Sergeant James Sherrod. Trình ban hoa hậu một tràng pháo tay nữa ạ. Xin cảm ơn quý vị, mời quý vị về trình. Kính thưa toàn thể quý vị, và hôm nay những gia nhân nơi đây là cổ riêng quý vị, và những lời thơ kia êm dịu như mơ gửi đến toàn thể quý vị hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên mô hình xin được giới thiệu quý vị thí sinh số 1, cô Trần Vivian.
ban giám khảo. Em tên là Trần Vivian, hiện em đang học tại trường Open Technical High School. Theo em, dancing giúp cho giới trẻ sống tự tin và cởi mở. Với mọi người chung quanh, người dancing đã giúp cho chính em ra khỏi vỏ ốc của mình. Ngày nay, giới trẻ phụ thuộc nhiều vào máy móc thời đại và không có sự giao tiếp với nhau. Vì vậy, em muốn phát triển bộ môn dancing để giới trẻ dễ dàng gần và hiểu nhau hơn. Em, Trần Vivian, xin cảm ơn quý vị và ban giám khảo. Thưa quý vị, tôi Trần Vivian đến từ Tân Cương. Số 3, cô Nguyễn Ngọc Thảo Tiên. Và qua đời vì ba mẹ em không hiểu tiếng Mỹ để liên lạc với biển. Em muốn trở thành một y tá thành công để giúp các gia đình Việt Nam không biết nói tiếng Mỹ bằng cách học hỏi thêm về ngôn ngữ Việt Nam. Em Nguyễn Randy, em xin cảm ơn quý vị và ban giám khảo. Xin số 5, cô Huỳnh Thị Trân.
Xin kính thưa ban giám khảo và quý vị, em tên là Quỳnh Mỹ Trân, hiện tại em đang học trường Mason College, chuyên ngành thiết kế nội thất. Do sự phát triển của xã hội toàn cầu, hiện nay giới trẻ của chúng ta rất thích ngành trang trí nội thất, bởi vì ngành này đòi hỏi rất nhiều kỹ năng sáng tạo và tính thẩm mỹ cao, làm việc sao cho phù hợp với môi trường sống và nhằm tạo nên sự hài hòa và hiệu quả trong ngành thiết kế, và đồng thời cũng mang lại cái đẹp cho tất cả mọi người, cho xã hội và ngay cả bản thân của em. Em Quỳnh Mỹ Trân xin cảm ơn quý vị và ban giám khảo. Xin mời cô Mỹ Trân. Thank you.